Ngày 4 tháng 7, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông C08, Bộ Công an, cho biết vừa lập biên bản trường hợp tài xế taxi lái xe ngược chiều trên cao tốc. Theo đó, khoảng 1 giờ 40 phút cùng ngày, tài xế DCS, 31 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, cầm lái xe taxi chạy ngược chiều trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tài xế S đã lái xe chạy ngược chiều hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Với lỗi này, tài xế S sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Tài xế S nói lý do đi ngược chiều là do không biết đường vào trạm thu phí quốc lộ 51 nên chạy lố một đoạn, sau đó chạy ngược chiều trở lại để vào trạm thu phí quốc lộ 51.